Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên clip đồ nghề hàng bãi cho anh em. Đồ hôm nay thì cũng khá là nhiều. Thì anh em mình xem có cái mã sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số điện thoại này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề ha. Rồi thì trước khi đi vào clip, em Thắng cũng có vài vấn đề lưu ý với mọi người. Thì đầu tiên chính là cái hình thức giao dịch. Thì nếu như anh em là mình chuyển khoản thì em Thắng sẽ bao cái phí vận chuyển về nhà cho mình. Còn nếu như anh em là mình muốn ship code nhận hàng, mình thanh toán tiền cho bên giao hàng thì mọi người vui lòng mình thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em. Thì sơ lược về mặt hàng của ngày hôm nay thì em Thắng về được một ít dụng cụ thước đo, những cây cà lê mỏ led, một mớ búa ha, một mớ kim. Cũng với đó là những dụng cụ rất là quen thuộc của mình. Đây là những cái sản phẩm mà em Thắng sẽ giới thiệu trong cái clip này. Và mã số đầu tiên thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là một cây thước lá 15 sen ha. Thì con này nó đến từ thương hiệu là hãng Sinhua hiệu chim cánh cụt. Đây Sinhua hiệu chim cánh cụt nha mọi người. Thì con này nó còn mới nha, nó còn đang bao bì luôn. Anh em ha. Cái này cho anh em mình dùng cơ khí mình có thể mình vét trên túi áo luôn này nọ mình đo. Bên này là những cái thông số để anh em mình tra khảo. Thì cái này nó chỉ dài có 15 cm ha, 15 cm. Rồi anh em nào mà thích cái thước lá 15 cm này, hàng của Sinhua Nhật Bản, mọi người mình check giúp em. Con này mã số là G1. Rồi G1 con này giá của mình là 70.000 nha anh em, G1 70.000. Tiếp theo mã số G2, một cây thước ke. Thì có hai con anh em, con này thì người ta nó cắt mất cái đầu rồi, nhưng mà anh em thấy nó vẫn còn tới số 15 này. Đó nó cắt mất một ít, nó cắt mất cái logo cái thương hiệu này. Đó thì hai con nó giống nhau nhưng mà con này nó bị cắt thì cái giá nó sẽ thấp hơn ha. Thì đã là những cái thước ke vuông, nó đến từ thương hiệu hãng Sinhua. Đầu tiên của mình là cái con nó bị cắt đầu. Đây, nó bị cắt thôi anh em, chứ còn chữ số vuông vứt ra. Đây chữ số rồi ngoại hình rồi vuông vứt. Đến từ thương hiệu Sinhua hiệu chim cánh cụt. Rồi anh em nào thích cái cây nó bị cắt trên khúc đầu này ha thì mọi người mình chốt giúp em con này mã số là G2. Rồi con này giá của mình là 80.000 nha, G2 80.000. Rồi tiếp theo G3 thì con này con nguyên vẹn đó. Đây Sinhua chim cánh cụt, ngoại hình con nguyên vẹn ha, anh em mà thích cái con có ngoại hình đó. Thì những con này thì là mình xếp không rỉ nha anh em, tất cả đều là mình thép không rỉ stainless steel ha. Rồi anh em nào thích cái thước Sinhua mục này thì mọi người cho giúp em mã số là LG3. Đó, cái này nguyên vẹn giá của mình là 130.000. Tiếp theo số LG4. LG4 của mình thì một cái thước chế độ nha anh em. Đây một cái thước chế độ của Sinhua luôn, made in Japan luôn 19. Thì cái này anh em mình có thể chế độ ha. Đây là những cái phần để anh em mình chế độ, mình mở áp này ra thôi. Đó rồi mình xoay. Mình xoay chế độ ha, thì mình để bãi đồ này nọ thì nó còn dính những cái lớp vàng vàng do mình để bãi thôi, anh em về có thể vệ sinh ra nha. Mình lau chùi lại giúp em, chung là hàng về nhiều nên là không có thời gian vệ sinh nữa. Stainless steel là thứ không rỉ nha anh em, đó bền cứng lại ha. Bữa nay thì nó sẽ có cái thông tin để anh em mình đo này nè, 10 cm đó ha. Rồi anh em nào thích cái thước ke chế độ này của thương hiệu hãng Sinhua, chất liệu của mình là thép không rỉ. Mọi người mình chơi giúp em mã số của con này là G4. Rồi cái thước chế độ này giá của mình là 150.000. Tiếp theo mã số G5, một cái thước ke, một cái thước ke 45 độ và 90 độ. Cái này thì thép không rỉ của Sinhua, nó còn tem nhãn luôn này anh em. Ngoại hình thì còn tương đối là ok nha anh em, bàn phẳng ha, của thương hiệu Sinhua hiệu chim cánh cụt, stainless steel thép không rỉ. Đây là cái phần tổng quan ngoại hình của mình. Rồi anh em nào mình thích cái thước ke của Sinhua này, mọi người mình cứ giúp em mã số của mình là G5. Cái thước ke này giá của mình là 230.000. Tiếp theo mình qua mã số G6. G6 của mình là một cây cây thước cây vuông. Cây này thì nó khá là dài nha anh em. Thường thường những dòng này nó mỏng nhưng mà cái này nó dài nha. Thì cái độ dài của con này á, đây nó dài được là 2 ly nha anh em.
Đó, cái độ dày con này nó làm được là 2 ly, 2 ly mốt luôn á. Tầm khoảng 2 ly đi, mình tính 2 ly ha. Thì cái thiết kế này nó dài nhanh dài nha anh em. Cái chiều ngang này của mình á thì nó được là 250 nè. Còn cái thằng chiều này của mình là được 500. Đó, thương hiệu xin qua thì con chim cánh cụt. Đó. Đây nói chung là còn mới nha anh em, Made in Japan. Đó, nó còn những cái phần bao đây ha. Đó, còn một phần bao đây nè. Đó. Và hai bên. Đó, và ra đây cây góc vuông ha. Đây. 200 ha. Còn mới nha anh em, còn mới ha. Đó, 100, 200, 300 là những cái màu đỏ ha. Của xin qua. Rồi anh em làm cái thước ke này ha, nó dài nha anh em, nó dài tới 2 ly lận. Thì mọi người mình chốt giúp em mã số của con này nha. Con này mã số của mình là G6. Rồi G6 con này giá 200 nghìn nha. À, một bên là 25 sen, một bên là 50 sen. À, G6 200 nghìn. Tiếp theo mã số G7. Mình qua một cái cuộn thước dây của thằng Tajima nha. Cuộn này nó còn mới nha anh em. Đó, cuộn này còn mới. Đây, của Tajima. Thì loại này nó có hai mạch số đo. Một mạch số đo là màu trắng nha, và mạch số đo bên đây là màu vàng. Đó, nếu không, tình trạng của mình là nó còn mới nha. Và con này thì nó được gia công tại Taiwan nha anh em. Đây, mắt dây Made in Taiwan. Đó. Hãng Tajima là một cái hãng dụng cụ khá là nổi tiếng. Thì nó có nhiều cái nhà máy nó đặt tại Trung Quốc và Đài Loan nó xuất về Nhật ha. Nên anh em mình vẫn cứ yên tâm về chất lượng, sợi da của mình sẽ tin tinh. Và con này là ngoại hình khá là mới cho anh em mình xài. Cuộn thước này nó dài được là 10m nha anh em. Đó, cuộn thước da này nó dài là 10m. 10m tư ha. Đây. Tajima ha. Sinh ra 10m. Đó. Còn mới ha. Còn mới anh em nào thích hàng thì mình chốt con này. Của hãng Tajima. Gần như là chưa có xài, mình để bãi đồ này nọ thì nó dính bụi rồi thôi. Rồi anh em nào thích cái cuộn thước da 10m này, mọi người chốt giúp em mã số là G7. Con này giá 180.000 nha. Đó, còn mới chứ gần như là chưa có xài, sợi thủy tinh. Đó. G7 180. Tiếp theo G8 là một cái cuộn thước dây 7,5 m là bằng thép. Đó, của nhà Promax. Đó, thì con này bản thước của mình là bản thước 25, bản thước bự. Đây, 7,5 m giao dịch nội địa Nhật. Đó. Đây, Made in Japan nha anh em. Đó. Thì những cái dòng bản thước bự này nè, anh em mình kéo ra dài á. Đó, mình kéo ra tới được 2,24 m. Này em nhớ là dòng này đó. À, dòng này 24 nha anh em, đó, cái ra 24 này. Thì cái độ cong của mình nó còn khá là cao này, đó, nó không có bị cong, nó không bị gãy nha anh em. Đó anh em ha. Đó, rồi mình thả ra thì nó thu về ha. Đó, thu về từ từ. Đó. Bản 75. À, bản 25 ha, 7,5 m. Rồi anh em mình thích cái cuộn thước 7,5 m này. Mọi người mình chốt giúp em mã số cái cuộn này ha. Ngoại hình thì nó hơi cũ cũ như thế này thôi, cho hàng bãi thôi chứ còn sợi dây chữ số đồ còn rõ ràng nha anh em. Rồi con này mã số của mình là G8. G8 cuộn thước này của mình giá 150.000 nha. Đó. Tiếp theo mã số G9, một cái cưa chưa có xài, còn khá là mới ha, của thằng Suki, của Suki nha anh em. Suki 1.8 này, Japan này. Đó. Chung là để bãi đồ này nọ thì nó bị đen đen thôi chứ còn lưỡi còn rất là mới nha. Đây, cái lưỡi thì nó rất là bén nha anh em. Đó, anh em mình xem nè. Đó. Hàng của Suki thì rất là chất lượng nữa ha. Một cái cưa của Suki lưỡi 1.8 nha. Đó, lưỡi còn rất là nhám và ren của mình là ren thưa. Nên anh em mình cưa rất là mau ha. Đây F180 nha, lưỡi dài 1.8. Đó, của thương hiệu nhà Suki. Unkurio Japan. Rồi anh em nào thích cái cưa Suki này lưỡi dài 1.8 ha. Đó. Thì mọi người mình chốt giúp em con cưa Suki này mã số của mình là CG9. Rồi G9 con này giá 200.000. Tiếp theo mã số G10. Một cây cưa lá hệ của Gyokuchō dòng nhỏ. Đây, của Gyokuchō Jazusao nha anh em. Đó, logo của Gyokuchō này. Dòng này thì anh em mình có thể mình cưa tre, cưa ván rồi này nọ ha. Đó, anh em mình làm mộc. Hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa. Của Gyokuchō. Đây, chưa xài nha anh em, tình trạng mình chưa xài. Em mở ra ha.
Đây ha. Đó, lưỡi chưa có xài. Cho nên mình cứ ván con này không ha. Đây của Gyokuchu Rajuso Japan ha. Con này thì lưỡi của mình nó dài cũng 18 cm luôn nha. Đó, lưỡi dài 1.8 luôn nha anh em. Đây, đó 180 mm. Đó, dòng này cho nên mình cưa cây rồi này nọ, còn mới nha, chưa có xài. Rồi anh em nào thích cây cưa mới chưa xài này, mình có thể mình cưa ván rồi mình cưa tre cưa trúc rồi mình cưa nha anh em. Hàng của Nhật, mọi người kết giúp em mã số G10. Rồi con cưa này giá 150.000 G10 ha. Tiếp theo mã số G11. G11 của mình là một cái lưỡi cưa thay thế của thằng Silky Master. Và cái lưỡi này nó dài tới 3.6 lần nha anh em. Đây anh em thấy không, nó dài tới 360 mm lần. Đó, anh em mình đang dùng cái cán cưa Silky này thì mình mua về mình thay thế này mình sử dụng này. Lưỡi nó dài 3.6. Rang cỏ của mình thì còn rất là bán nha. Đấy ha. Rang cỏ nó còn nhọn quét nha anh em, chưa có xài. Hằng như là nó chưa có xài nha, rất là bán. Đó, đây. Lưỡi cưa còn rất là đều nha anh em, rất là bán ha. Cái này thì người ta sử dụng nước thôi, còn rất là bán anh em, được sờ vào rất là nhám ha. Lưỡi cưa còn rất là đẹp và nó dài tới 36 cm nha, 360 mm của Silky Master. Rồi anh em nào thích cái lưỡi cưa thay thế này của Silky Master, mọi người mình chốt giúp em mã số là G11. Rồi G11 con này giá của mình là 180.000. Tiếp theo mã số G12 của mình là một cái cây kéo cát của thằng ARS. Cây này nó còn mới, gần như là nó xài lướt và chưa xài luôn đó anh em tham. Nắp nhựa được còn nguyên vẹn này, cho anh em thích cái hàng nguyên si. Và cái này thì lưới kéo gần như là em nghĩ là nó chưa có xài luôn anh em đó, anh em thấy không, mới can luôn, cho anh em mình thích hàng đẹp ha. Đó, của ARS Made in Japan, và những dòng này thì giá mới nó khá là cao nha anh em. Đó, con này thì nó còn rất là đẹp, rất là mới ha. Đó anh em thấy không, lưới cát con này nguyên vẹn, không có bị trăm, không có bị mẻ luôn nha. Đó, cán nó đẹp hết đó, lò xo cái nước nhựa còn đầy đủ này. Thường thường những cái kéo hàng bãi thì cái nắp nhựa nó hay bị mắc lắm anh em, nó nên lưới nó qua, còn cái nào nó còn nguyên vẹn. Cái này thì nó còn khá là mới nha, khá là mới, cho nên mình thích hàng đẹp. Đó, đây là chi tiết cái phần tay cầm cán của mình, đó, Made in Japan của thương hiệu ARS. Nói chung là hàng cũ thì nó tầm khoảng 170-180 thôi, 200 cũng có, 250 tùy mức độ. Còn con này thì giá nó cao nha anh em, tại vì nó còn khá là mới. Để mình xem lại phần lưỡi cát này, đó, nguyên zin luôn ha. Nguyên zin. Những cái dòng này thì cát rất là ngọt. Tính được thương hiệu ARS ha. Rồi em Thắng sẽ đo cái chiều dài cho mọi người. Thì con này nó có cái tổng chiều dài, tổng chiều dài của cây kéo này là 63 cm. Rồi anh em nào thích cây kéo này ha, mọi người chốt giúp em, con này đẹp nha anh em. Đó, hàng cũ thì tầm hôm qua có một cái 170 thì nó cũ hơn và nó mất chốt rồi này nọ, lưỡi nó không có bán. Bèn con này, con này giá 350 G12 ha, 350.000 cho cái kéo này G12. Tiếp theo G13. G13 của mình là một cái bộ cưa của thằng Henderson. Cái này thì nó ở bãi này nọ nó mất cái phần bao dưới rồi. Đây, nguyên bộ nó là như thế nào nha anh em. Thì nó sẽ gồm có một cái cưa và có bốn cái lưỡi thay thế. Đó, một cái cưa và bốn cái lưỡi thay thế của Henderson hàng nội địa nha. Đó. Đây bốn cái này thì cho anh em mình cưa sát, cưa nhựa, cưa ống hay là mình cưa thạch cao cũng được nha anh em. Đó, còn mới nha. Henderson này chưa có xài. Đó. Đây anh em mình mở cái này mình tăng chỉnh cái lưỡi cưa ha, nó dài ngắn khác nhau. Đó, thì cái bộ này nó thuận tiện những cái là nó gồm có một cái cưa và có bốn cái lưỡi thay thế luôn cho anh em mình xài ha. Thì tổng chiều dài của phần cán, tổng chiều dài phần cán thì nó dài tầm khoảng là 21 cm. Còn cái lưỡi này nó đang sử dụng là cái lưỡi 25 cm nha anh em. 25-30 cm để anh em mình sử dụng đều được, tại vì cái phần cán của mình á thì nó thiết kế nó có thể chạy qua luôn ha. Đây. Đó, dài ngắn anh em mình không? Nó có lỗ này, thiết kế mình đẩy tới đây lôi được, không sao hết. Rồi anh em nào thích cái bộ cưa này, hàng còn chưa có xài nha, của Henderson, gồm có một cái cưa, một cái lưỡi trên này và bốn lưỡi thay thế là cũng như là 5 lưỡi đó. Để anh em mình chốt giúp em mã số cái bộ lưỡi cưa này ha, G13. Rồi bộ này giá 180.000 cho anh em mình xài, G13 nha. Tiếp theo mã số G14. Một cây tua vít
gỗ nấm của vừa sale. Đó, thì dòng này là dòng con bự nha, đầu vít của mình là đầu vít BH3. Đó, đầu vít BH3. Đó, cái này thì ngoại hình thì nó đã có xài rồi nên em thấy nó hơi cũ cũ thôi, chứ còn đầu vít được con non làm thích nha. Đầu vít BH3 để cho nên mình mới những cái đầu vít bự, và loại này là loại vít đóng. Đó, vít đóng ha. Thì con này nó có tổng chiều dài anh em mình đo được là 30 cm. Rồi anh em nào thích cây tua vít đóng BH3 này của Vercel, loại cán gỗ, mọi người cho giúp em ở số G14. Rồi con này giá của mình là 100.000. Tiếp theo mã số G15. G15 thì một cây gỗ Vercel này, cây này nó còn mới cho nên chưa tầm. Đó anh em thấy không? Mới can luôn. À, để bãi này nọ thì nó có vài cái vết cắn nữa thôi, chỉ còn mới chưa có xài. Đây anh em thấy không, đầu đóng mới can luôn. Phần vỏ gỗ, cán gỗ nó còn nguyên vẹn. Và con này thì đầu vít BH2. À, đầu vít BH2 nha, đầu vít thông dụng. Đầu vít anh em thấy không, chưa có xài nha, còn mới. Đó, nó có từ trường 500 hít đó ha, còn đẹp. Cái này thì anh em có thể sưu tầm nha. Rồi cái này thì nó có nó chiều dài tổng thể mình đo được là 12.5 cm. Rồi anh em là thích cái cây vít gỗ đóng vừa sale này, hàng chưa có xài, hàng đẹp ha, mọi người sưu tầm, mọi người chớ giúp em G15. Rồi con này giá 130.000 nha anh em, G15. Tiếp theo G16. Mình qua những cây sản cái phong vị. Đầu tiên của mình là một cái sản logo hiệu xương rồng này nè. Đó, Starless Steel thép phong vị, hàng nội địa nha anh em. Đó, rất là dài dạng và chất liệu của mình là thép phong rỉ. Thì những con này nó giống nhau hết nên là em Thắng sẽ đo một con cho mọi người xem. Con này nó dài được 29 cm này, bản rộng là 8 cm. Rồi con này mã số là G16. Rồi G16 con này giá của mình là 100.000 nha. Tiếp theo mã số G17. Tương tự con này thì logo hiệu cũng chuồn chuồn, logo hiệu chuồn chuồn ở hàng nội địa. Đó, thép phong rỉ luôn. Đó, ngoại hình còn khá là ok nha. Đó, có móc treo đây nên mình treo mình vác lên ha. Bản của mình là 7,5 cm, sử dụng của mình là tầm khoảng là 16 cm. À, rồi anh em là 16 cm, phần đó còn cái chiều dài tổng thể là được 29 cm luôn nha anh em. Chung những cây này thì nó tương đương với nhau thôi mà. Rồi con này G17. Rồi G17 con này giá của mình cũng là 100.000 nha anh em. Tiếp theo mã số G18. Một cây sản thép phong rỉ luôn, logo hiệu có bông hoa này. Đó, đây tổng chiều dài được là 29 cm ha, phần bản này là được 8 cm. Rồi con này mã số là G18. G18 ha. Rồi con này giá của mình cũng 100.000 nha anh em. Đó, G18. 100.000. Rồi tiếp theo mã số G19. Một cái con dao đi rừng, con dao này nó rất là dài nha. Riêng cái phần lưỡi nó dài tới 21 đó anh em. Đây, chiều dài lưỡi sử dụng mình nó dài tới 21 cm. Còn tính luôn cái phần cán thì con này nó dài lên đến là 43 cm nha. Rồi, con này thì phần bản dao phần này mình đo được á là tầm khoảng là 3/7. Về phần sóng này bự nhất là tầm khoảng là 7 ly. Ở trên này thì người ta cũng đã có sử dụng rồi. Đây, lưỡi nó có dầm nha anh em về mình mài lại giúp em. Đó, hai lớp thép này anh em tham, cái lớp thép bén ở dưới này nó còn rất là cao. Rồi anh em nào thích cái con dao Nhật này, mọi người mình chốt giúp em mã số là G19. G19 nha, con này giá 320. Đó, logo một chữ nữa nha anh em. Logo một chữ đó ha. G19 320. Tiếp theo mã số G20. Một cây liềm. À, một cây liềm ha. Cái này thì nó chưa có xài luôn, còn đang bao. Đó, đây, lưỡi anh em thấy không? Rất là bén ha, đang trơn. Rất là mới nha anh em. Rồi con này thì nó có tổng chiều dài 37 cm nha. Phần lưỡi này của mình thì được là 18 cm. Rồi ở đây là một thích cây
Liều này mọi người check giúp em mã số là G20. Rồi G20 con này giá của mình là 130.000 nha anh em. Đó, G20 130.000. Tiếp theo là mã số G21. Tiếp theo mã số G21, em Thắng giới thiệu cho mọi người một cái con Eto sưu tầm. À, con này là của Nhật ha, à, hàng còn rất là mới luôn, à, Japan. Có dập nổi ha, và Nhật, anh em mình thấy từng cái chi tiết của mình nè, à, nó còn rất là mới để cho anh em sưu tầm ha. À, cũng như là phần ren ngầm này, những cái băng sọc này nó người ta phai, à, người ta phai cái ngầm Eto luôn này, nó còn nguyên ha. À, đây, ngầm được rất là đẹp cho anh em, à, nữa ha, bèn phẳng vuông vức cho anh em sưu tầm ha. À, con này thì đã cốt được tráng non hết nha anh em, cái này nó chưa xài. Con này thì nó có tổng trọng lượng là 1.3 kg, tổng trọng lượng là 1.3 kg. Bề ngang này của mình đo được là tầm khoảng là 63 đó. Cái con này là ngầm 63 và cái độ mở ngầm của con này thì nó mở được là tầm khoảng là 3/8, à, 38 mm nha anh em, 38 mm. Đó, hai cúc tròn, hoạt động là trơn tru, anh em yên tâm mua về, à, mình sưu tầm. À, còn mới đẹp nha anh em, của Nhật Japan, có đóng chữ đàng hoàng ha. Được ha, hoạt động ngàn trơn tru, cốt rồi trắng non ha, còn nước sơn dinh màu xanh này ha, đó rất là đẹp nha anh em. Đây Japan, số 3. Rồi anh em nào thích cái con Eto này mua về mình sưu tầm ha, thì mọi người mình cho giúp em mã số con này là G21 nha. Rồi G21 cái con Eto này giá của mình là 450.000 nha anh em. Đó, G21 450.000 cho anh em mình sưu tầm một cái con Eto mini của Nhật Japan nha. Rồi tiếp theo, mã số 22, một cái kìm bấm chết. À, cái này nó đến từ hàng bãi, không có chữ. Đó. À, kìm bấm chết mẫu Việt ha. À, hàng bãi không có chữ nha anh em. À, hoạt động một trơn tru đó, thẳng thốn ha. À, đây bên trong thì nó cũng đã có xài rồi nha anh em, nó người ta xài để mình người ta kịp hàng đó, nên là em thấy nó có những cái vết chính hàng. Chứ ngoại hình thì nước xi rồi còn mới ha. À, ti vẹn chất vẹn là ok hết nha anh em. Đó, vẹn là ok hết nha, thuận tiện không có bị vấn đề hết ha. Đó. Rồi anh em nào thích cái kìm bấm chết này thì con này là cái loại nhỏ mini nha anh em. Tổng chiều dài của mình đó, nó tầm khoảng là 16 cm thôi. Đó, tầm khoảng 16 cm nha anh em, rất là nhỏ nha. 16 cm. Rồi anh em nào thích cái cây kìm bấm chết mini này không có chữ thương hiệu gì nha anh em, mọi người mình chớ giúp em mã số là G22. Đó, mua về mình kẹp vật mình hàng này nọ cũng được nha anh em. Rồi con này giá của mình là 170.000, mã số là G22. Tiếp theo mã số G23, một cái dụng cụ đập da. Đó, một cái dụng cụ đập da ha, con này giá mới bên Nhật thì nó tầm khoảng là 200 mấy á, 230-240 gì đó. Đó, đây, thì cái bộ này là của hãng Ginken nha, chưa có xài. Đây là những cái dòng sản phẩm mình nói này, nó độc da rồi, những cái dụng cụ như là do độc giấy rồi nha anh em. Đây nè, nó có hướng dẫn này đó, để anh em mình độc da, độc gì đó mình độc ha. Hai thì em lắng, sẵn sẽ lấy cái chi tiết ra cho anh em mình xem, đó là hàng mới chưa có xài. Đây, bên trong thì nó sẽ có một cái lưỡi nha anh em, đó, lưỡi tròn như thế này nè. Đó, để mình đặt ha, đó, lưỡi tròn. Đó, cũng mới chưa xài. Đó, của hãng Ginken nha, Ginken Japan nha anh em, của Nhật nha. Đó. Vì con này á, nó có tổng chiều dài là 18 cm nha, tổng chiều dài 18 cm. Anh em nào thích cái con dao này, mọi người mình chế giúp em mã số là G13. Rồi con dao này giá 100.000 nha anh em, G23 chứ, G23 100.000. Tiếp theo mã số G24 mình là một cái dụng cụ đa năng này của thương hiệu Maxwell Marvel nha. Con này thì nó còn khá là mới, đời mới của mình thì nó dập chữ Made in Japan này ha. À, đây, còn mới nha anh em, con này nó còn mới. Marvel ha, Marvel. Đây, phần nào để mình cắt rồi nè, nó lưỡi cắt còn mới căng hết nha anh em. Từng chi tiết nước xi ram đen của mình là còn nguyên luôn. Trên này bấm cốt này, cái đinh rồi này rồi nè, đó, mình cắt cái điện, mình tốt cái điện nữa ha. Cái này còn mới nha anh em. À, nó có tổng chiều dài là 22.5 ha. Rồi anh em nào thích con này mọi người cho chụp em G24. Rồi con này nó còn mới nên giá của mình là 150.000 nha. À, cái dụng cụ đa năng của Nhật, G24 150.000.
theo mã số G25. Một cái dụng cụ tuốt ga điện, cái này nó mới chưa xài luôn, của thương hiệu là nhà Vercel. Đó, hiểu không? Từng chi tiết này do mình để bãi này nọ thì nó có những cái vết trầy trên này nè, chứ còn anh em thấy ốc vít rồi nước xi si, rồi mới can hết ha. Đó, vỏ luôn nè. Hàng bãi thì nói chung là nó sẽ có những cái vấn đề trầy trắc đồ này nọ. Đó, và để lâu ngày thì đó. À, cái này thì nó có một cái cử nè, không biết là cái đây để làm cái cử để tuốt dài á. Con này thì nó tuốt tới hệ C nha anh em, hệ C rất là cao cấp luôn nha. 0.9 nè, 2 ly nè. 3.5 và cái lửa tuốt bự nhất của mình là 5.5 nè. Đó. Hệ C ha, hệ C 5.5. Cái dòng này là tuốt có lửa 5.5 luôn ha. Anh em mình có thể mình dùng được rất là nhiều vào công việc. À, còn mới nha anh em, trông còn đẹp nha. Còn đẹp. Ừ, được cát đồ còn mới can nha. À, do mình để bãi rồi này nọ thì nó lên cái phần đang thôi. À, đây Vercel Japan. Từng chi tiết em Thắng sẽ qua cho mọi người xem ha, nó còn đẹp. Vercel Japan hệ C. À, những cái con hệ A, hệ B thì anh em mình kiếm dễ, nhưng con hệ C này lâu lâu mới có đường con nha anh em. Hệ C có rất là khó kiếm, nó tuốt tới dài 5.5 nè. Rồi anh em nào thích cái cân kìm tuốt gia điện hệ C này của thương hiệu Vercel, mọi người mình chốt giúp em con này mã số là G25 nha. Rồi G25 con này giá của mình là 300.000 nha, 300.000 giúp em. G25. Tiếp theo mã số G26. G26 của mình là một cái vít đóng còn khá là đẹp nha, nước xi được mới can, người ta cũng đã sử dụng vài lần nên em thấy nó có những cái vít đóng này. À, còn nước xi bên ngoài còn rất là mới luôn. Con này là của hãng Vercel nè, đời này là đời No 2500 này, Japan. À, con này thì dùng đầu bếp lớn anh em, mình có thể dùng cái khẩu 1/2 này. Đó, mới chưa xài em chưa có vệ sinh luôn, anh em thấy chưa vệ sinh luôn, nó có những vết vàng vàng này, làm lao ra nha anh em, này mình lao ra không phải đi xét đâu, để lâu ngày thôi đó, lao ra thôi đó, bên trong cũng vậy. Con này nó còn mới nha anh em, đó đầu đồ này nó còn mới này, bi đồ nhắn nhã bình thường, anh em thấy đút vô rất là nhẹ nhàng, như đút ra ha, ra vô rất là nhẹ nhàng ha. Thì cái này là đầu 1/2 thì anh em mình dùng để gắn khẩu 12.7 á ha, 12.7. À, có hai chế độ, bữa ra bữa vô nè, bữa ra và đóng vô này đó. Đây mình nhắn ha, nhắn nhã bình thường nha anh em. Cái này là cái vít đóng đó, thấy không đó, nhắn nhã ok hết ha. LR này đó, LR trong một tùy thuộc mình sử dụng ha, của Vercel. Và đầu vít hiện tại của mình là nó trang bị cho mình một cái đầu vít dương luôn đó, một cái đầu vít dương. Thì cái đầu vít này của mình là 8 ly nha anh em, đó đầu này là đầu 8 ly đó, đầu 8 ly ha, của Vercel. Đó, không, cái đầu vít đóng đen xì luôn, rất là cứng nha anh em. Đó Vercel này, đầu này là đầu 3 nha, DBH3 3E đó, Made in Japan của Vercel này. Những cái con này thì thôi nó đã cứng thôi rồi luôn ha. Đầu vít BH3 của Vercel đó, một bộ vít đóng của Vercel ha. Giá nó cũng mới khá là cao đó nè, cũng còn đẹp. Rồi con này thì nó có tổng chiều dài là 18.5 cm, 18.5 cm ha. Rồi anh em là mình thích cái cây vít đóng này của Vercel ha. Đó. Thì mọi người cho giúp em mã số là G26. Rồi G26 ha, con này giá của mình là 550.000 giúp em. Đó, mã số G26 ha, 550.000. Tiếp theo. Mã số G27, một cái bộ dũa chưa xài của Nhật. Thì cái này nó bị mắc mối rớt một cây anh em. Hàng bãi rất là một cây của nhà Tsubusan nha, Made in Japan. Hàng nội địa Nhật. Nguyên bản của mình có 5 cây nhưng mà nó rớt một cây. Thì cũng không có sao, tại vì 5 cây này là 5 cây nó giống nhau, anh em thấy không? Hiện tại nó còn là 4 cây thì cái giá mình là giá 4 cây, còn 5 cây thì giá của mình là 5 cây. Đó. Dũa của mình là dũa chưa xài, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Cái thương hiệu này rất là nổi tiếng nha anh em, Tsubusan này chuyên về những dòng dũa, đó Made in Japan ha. Đó, thì nó xuất có 2 mặt. Và những cái dũa của mình là dũa hình chữ Nhật dẹp. Thì cái dũa này nó có cái kích thước, cái phần này của mình đo được là 11.5. Phần này độ dài của mình là được 3.5 và cái chiều dài của cây dũa này là được 22 cm. Cái phần dũa sử dụng của mình là tầm khoảng là 10 cm. Đó là những cái thông tin chi tiết của bộ dũa này, và nó cùng gồm có 4 cây nha, hàng mới chưa xài, hàng nội địa Nhật của thương hiệu là nhà Tsubusan. À, có bản quyền của Checkmate và sản xuất ở Nhật Made in Japan. Rồi anh em nào thích cái bộ 4 cây dũa mới này, đó 4 cây dũa mới này thì mọi người mình chốt giúp em. À, mã số của mình là G27. Rồi G27 bộ 4 cây dũa này giá của mình là 200.000. Tiếp theo mã số G28.
mình qua một cây tô vít lát. Cái này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Anet nha anh em. Made in Japan này. Made in Japan. Cái dòng vít này là cái dòng vít tự động đảo chiều. Đó, đảo chiều. Đây ha. Đầu gắn của mình á là đầu 6.35. Đó, đầu vít 6.35 nha. Anh em mình có thể mình gắn cái đầu mũi dài hay mũi ngắn tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Thì hiện tại thì cái này nó không có đầu vít, nó chỉ có cái tôi biết thì như thế nào thôi, cái vít led hàng của Nhật Bản ha. Made in Japan ha. Rồi thì con này nó có tổng chiều dài, dòng này là dòng có cán thôi, nó dài được là 10 cm. Anh em nào thích cái cây vít led này, mọi người mình chấm giúp em mã số là G28. Rồi con này giá của mình là 100.000. Tiếp theo mã số G29. G29 của mình là một cái bộ lục giác của Thụy Sĩ. Bộ này thì của nhà Smedwick anh em. Bộ này thì sẽ nó gồm có những cây là 1.5 này, 2 này, 2.5 này. 3 4 5 nha anh em. Đó, 3 4 5. Gồm 1.5 này, 2, 2.5, 3 4 5 thì lớn nhất của mình là 5 ly và nhỏ nhất của mình là 1.5. Đây, bộ này là của hãng BB nha anh em. BB của Thụy Sĩ nha. Swissmed. Bộ này nó còn mới nha, một cái đầu bông. Đó, một cái đầu bi nha, một cái đầu bi và một cái đầu lục giác của hãng BB nha. Đó. Đây. BB Mesh Switch anh em, hàng của Thụy Sĩ, rất là chất lượng luôn. Bộ này thì nó nhỏ gọn, anh em mình có thể mình bỏ cốp xe mình trem khóa cũng được. Chiều dài của cây lục giác 5 nó dài nhất của mình nó dài chỉ có là 9 cm thôi. Còn cái cây nhỏ nhất của mình 1.5 nó dài được là 5 cm. Đó, cầm đang làm bằng tay luôn được nha anh em. Rồi anh em nào thích cái bộ lục giác nhỏ này của Thụy Sĩ nha, Switch Mesh, mọi người mình chốt giúp em bộ này mã số là G29. Rồi cái bộ vít của Thụy Sĩ này giá 200.000 nha anh em, 200.000 của Thụy Sĩ ha, G29. Tiếp theo mã số G30. Thì mình qua những cái kìm ha, một đống kìm luôn. Đầu tiên của mình là một cái kìm của thằng Mary, một cái kìm nguội ha, một cái kìm nguội của thằng Mary. Đây, nguội cát rồi còn ngon lành nha anh em. Rất là ngọt ha, thật vị ha. Lưỡi cát cũng rất là bán cho nên mình xài ha. Của Mary đời cổ. Và con này thì nó có tổng chiều dài. Tổng chiều dài anh em mình đo được là 18.5 nha, 18.5 của hãng Mary này, xong xít nội địa Nhật cổ. Đó, rang kìm thì người ta nó có xài rồi nhưng còn ok nha. Và đặc biệt Mary thì nó có cái vòng để anh em mình mở ốc nha anh em. Con này thì nó dài 19 cm. Có đo rồi ha. Đây, dài 18-19 cm đó. Rồi anh em nào thích cái kìm nguội của Mary này, mọi người mình chốt giúp em mã số của mình là G30. Rồi G30 cái kìm nguội của Mary này giá 130.000. Tiếp theo mã số G31. G31 của mình là một cái kìm cạp. Kìm cạp pha này không biết là để làm gì, cắt móng tay cũng được luôn nha anh em. Bù bù cắt móng tay luôn ha. Đây, bù bù cắt móng tay luôn. Là bán. Cái này anh em mình có mình cạp mình cắt gì đó mình cắt. Đây cái logo của bông hoa mai vậy đó anh em. Logo bông hoa vậy này ha. Rất là độc ha. Có vỏ, có lò xo. Đó. Ok. Nó ngắn nha anh em, con này thì nó nhỏ ngắn thôi. Nó dài được là 12.5. Anh em nào thích cái kìm này, mọi người cho giúp em G31. Rồi, G31 con này giá 80.000 nha, bé xí ha. G31 80.000. 32. Một cái kìm nhọn của Fujitaka, cái này thì nó chưa có xài. Đó, hàng chưa xài nha anh em. Là em chưa có vệ sinh luôn. Anh em thấy không, rang kim rồi còn rất là đẹp. Lưỡi cát rồi khắc khít ha. Đây, cát ngọt cho anh em. Mở lên ha. Không có nhài nhít gì đâu ha. Fujitaka, hàng nội địa Nhật nha. Rồi con này thì nó có tổng chiều dài 16.5 nha. Bên này nó có cái vuông này để anh em mình mở ốc luôn ha. Rồi anh em đã thích cái kim nhọn này, mọi người mình chú em mã số là G32. Rồi G32 ha, con này giá 80.000. Tiếp theo mã số G33.
G33 của mình là một cây cây kìm của Mỹ nha, của nhà Kellington. Này thì ngoại hình mặt nó hơi rỗ rỗ này, nhưng mà anh em mình xài rồi cũng ngon lắm đó. Nó có khoan một cái lỗ để người ta tút dây điện á. Đây là người ta cố tình người ta khoan nha anh em. Đó, nên là anh em thấy lưỡi cắt nó hơi xáo tí. Cái phần dưới thì rất là khít nha. Đó, anh em thấy cái phần dưới này. Nên là anh em mình cắt dây điện cái phần dưới rất là ngọt. Đấy ha. Đó, cắt dây điện rất là ngọt nha anh em. Đó. Cắt phần dưới ha. Đó. Rồi, rang kim nó cũng còn ok nha anh em. Cái kim Mỹ của Kellington. Và cái này thì xay bự nha. Vỏ đồ cũng ok. Cái nào anh em mình xài thôi chứ còn không có được đẹp lắm, mà để anh em mình sưu tầm nha. Hàng của Mỹ rất là dài nha anh em, dài tới 22 cm nè. Cây kìm của Mỹ thì ngoài hình 6 nha, nó có những cái vết rỗ rỗ này nè. Rỗ rỗ trên mặt kìm nha. Cái này anh em mình xài tốt. Cái này thì quay kỹ cho mọi người này để mọi người khỏi thắc mắc ha. Đó. Tại của Kellington thì nói chung hàng của Mỹ anh em thấy không? Cái chữ của mình nó mờ mờ tí ha. Đó, tại vì nó bị rỗ rỗ nữa. Một cái kìm của Mỹ size 22. Ngoại hình thì cái lưỡi cắt nó bị mẻ rồi ha. Rồi anh em nào thích cái kìm của Mỹ này, Kellington, mua về xài thôi chứ còn lưỡi cắt ra có đẹp. Mọi người cho giúp em mã số G23 và G33 chứ. G33 con này giá của mình 200.000 nha anh em. G33 200.000. Cái theo G34, một cái kìm cắt cáp của Mỹ, cái này cho anh em mình sưu tầm này. Của Kellington luôn nha. Đó anh biết rồi, hãng Kellington một hãng kìm rất là nổi tiếng của Mỹ nha anh em. Và con này nó rất là đẹp nha. Cớp không có bị rơ lét nha. Cớp rất là cứng cáp luôn, không có bị rơ lét. Và con này thì cái lưỡi cắt nguyên zin luôn, không có bị mẻ, không có bị râm nha. Lưỡi cắt rất là tốt luôn anh em. Anh em thấy không? Không có bị mẻ, không có bị râm luôn. Cái này thì khả năng nó còn khá là mới nha anh em. Đây, không có mẻ, không có râm gì nha. Đó. Và anh em thấy này, cái dây cái này trên cái cáp này dây điện nó rất là nhỏ nhưng mà cắt ngọt xớt nha, không có trượt nha. Đó, anh em thấy không? Cắt ngọt xớt không có trượt. Thường là những cái dòng. Đó. Cắt ngọt xớt không có trượt nha anh em. Này, thấy không? Đó, bấm là bài, bấm là bài à. Cái cốt mình rất là cứng. Đó, không có bị rơ lát. Đó, không có bị rơ lát nha. Kellington của Mỹ. Cái này thì lâu lâu mới có được một con kìm cắt cáp của Mỹ đẹp như thế này nha anh em. Này phù hợp cho anh em mình sưu tầm, về vệ sinh mình sưu tầm giúp em nha. Đó, dài 24 cm. Đó, hàng của Kellington đông dài là cục điện này. Đó, Kellington dưới đây. Đó. Còn rất là đẹp nha, vỏ đồ lành lặn hết nha anh em. Anh em mình nếu mà vệ sinh về mình mình sưu tầm về mình vệ sinh lại một tí thôi, nước da thôi, chứ còn từ cái phần rang tới phần kìm tới phần vỏ là đẹp hết nha, không có bị loe vậy nha anh em. Đây, tặng sẽ quay kỹ cho mọi người xem chi tiết của nó để anh em mình có thể sưu tầm. Rồi, anh em nào thích cái kìm cái cáp này của Kellington của Mỹ ha, mọi người mình chơi giúp em. Con này G34 nha. Đó, con này giá 450.000 cho nên mình sưu tầm. Đó, chỉ có một cây duy nhất thôi nha anh em. Giá 450. G34 ha. Rồi tiếp theo, số G35. Một cái kìm mở phe. Một cái kìm đây nè. Cái kìm này của Gisuke này. Đó, Gisuke này dòng là cái dòng tool cao cấp nha anh em, High Quality Tool. Đó, Gisuke thì nó cũng khá có khá là nhiều loại kìm, dòng này là dòng kìm cao cấp nhất của nó. Đó. Là thiết kế cái kiểu rang sọc sọc như thế này nha anh em. Đó. Rang kìm ok ha. Đó, lò xo cũng rất là độc luôn. Đó. Của thương hiệu Gisuke. Đó, kéo ngon lành nha. Đó. Đó. Ngon lành. Và con kìm Gisuke này giống như thép đen nha anh em. Nó nằm như màu đen đen như này. 19 cm nha anh em. Bây giờ 19 cm. Đây. Gisuke dao dít nội địa Nhật nha. Đó, dao dít nội địa Nhật. Rồi, anh em nào thích cái kìm của Gisuke này. Mọi người cho giúp em mã số là G35. G35 ha. Con này giá 200.000, G35. Tiếp theo, mã số G36 thì mình qua một cái kìm cắt này của Fuji này. Cái này thì hôm trước anh kia anh chốt rồi cuối cùng anh đi công tác anh không nhận được. Đó, thì anh về bán lại đó, thì hôm nay em đăng lại cho mọi người để anh em mình chốt ha. Thì cái này là một cái kìm cắt của Fuji đời cổ. Cái này thì anh em mình có thể mình cắt được cái dây dây gì để tới hình như là dây dây cứng á, dây cứng là 1.6 này, còn dây mềm là 2.6.
của Fujiya nha anh em, hàng nội địa Nhật Cổ, bao bì anh em thấy không, nó vàng vàng rồi đó. Còn con này thì giờ kiếm rất là khó nha anh em, hàng bãi thì kiếm dễ nhưng mà người ta đã xài rồi. Còn con này nó có vỏ luôn cho anh em sưu tầm. Fujiya này nồ sang 10 nha, đó những cái lớp kè vàng vàng do người ta để lâu ngày đó, nó khô lại đó. Còn đẹp cho nên mình thích cái dòng kéo đẹp, dìm đẹp ha. Và dòng này thì nó cũng bự nha anh em, nó dài tới là 16 cm, gọi thông thường, không có nhỏ nha. Đó, 15.5-16 cm này. Rồi anh em là thích cái kìm Fujiya này, mọi người mình chốt giúp em mã số là G36. Rồi G36 nha, con này giá của mình là 230.000. Tiếp theo, mã số G37. G37 thì em có một cái kìm phe của Top. Cái này thì mũi cong. Đây của Top HB10175 nha. Đây cái mũi nó cong quắp xuống như thế này. Đó, răng thì nằm bên trong thôi. Của Top ha. Đó, con này còn mới đẹp nha anh em, vỏ được mới căng nha. Lò xo mạch kìm nó không có bị rỗ riết vậy ha. Thì con này thì cái đầu chiều dài nó dài được là 17 cm cho cái mũi nó quắp lại ha. Đó, quắp 90 độ. Rồi anh em nào thích cái kìm ở phe này của Top ha, còn mới đẹp nha anh em. Mọi người cho giúp em con này mã số là G37. Rồi con này giá của mình là 180.000 nha. G37 180. Tiếp theo G38, mình qua những cái kìm phe của Super, em có 3 con ha. Thì có 2 con giống nhau và một cái con nó bự hơn. Thì 2 con giống nhau này thì nó sẽ có một cái con nó có trang bao bì nó chưa xài luôn. Còn con này cũng tương tự nhưng mà bao bì nó rách rồi nên là em bỏ bao bì rồi ha. Là đây. Con này thì của nhà Super. Super này là Super CH1 nha anh em. Đó Super CH1. À, con này thì nó mở được từ 14 ly cho tới 60 ly này, từ 14 cho tới 60 ly ha. Đây. À, đây mình bóp vào đi vào nha anh em, bóp vào đi vào. Một cái kìm mở phe của Super. Còn mới nha anh em. Đó con đằng này nó còn mới đẹp chứ không phải là hàng bãi nó xấu đó ha. Đó, ràng có được thẳng táp mũi rồi còn mới căng hết ra. Trong nó còn trong vỏ mà cái vỏ nó xấu quá em bỏ rồi. Rồi tổng chiều dài của cây kìm phe này thì nó dài được là 18.5 nha. Đó anh em nào thích cái con kìm phe CH1 này mở được từ 14 cho tới 60 này của Super Japan, mọi người mình chốt giúp em con này mã số của mình là G38 nha. Rồi con này giá của mình là 190.000. 190.000 ha, kìm phe còn mới nha anh em, mới đẹp của thương hiệu Super CH1. Rồi tương tự con này thì nó còn đang vỏ nha, cái vỏ nó thì em chưa khui ra luôn, nó cũng nhận CH1 luôn này. Đây ha, CH1 là 1460 này, Super này, Japan này ha. Đó con này cũng như con kia thôi nhưng mà nó còn đang vỏ đó. Thì anh em thích cái loại mà nó còn đang vỏ như thế này này đó, thì giá nó giá của mình là 220 nha. Đó, G39 loại đang nó còn đang vỏ thì nói chung là nó chưa có xài đó, như thế nào là nó chưa có xài 100% luôn. Còn con này thì nhiều khi là người ta xài lướt đó, nó còn mới là xài lướt thôi, con này thì nó còn đang vỏ nữa à, thì giá của mình là 220 cho con này đó. Mở từ 14 cho tới 60 nha của Super Tool G39 nha, 220. Rồi con này thì nó bự hơn này, con này là CH2 CH4 luôn nha anh em. Đó CH4 thì nó mở từ 40 tới 100 đó, dùng cho anh em mở những cái phe bự nó tương tự thôi, đầu mũi nó cũng còn mới hết nha anh em, đầu mũi nó còn đẹp hết ra. Đây và con này nó dài, nó bự nó dài nha anh em, nó dài lên đến là 22.5 lận, 22.5. Đây Super 40 ha, CH4 á. Rồi anh em thích cái kìm ở phe bự này, CH4 này của Super này đó, bóp vào đi vào này ha. Thì mọi người mình chốt giúp em mã số con này là G40, con này giá 230. G40 ha. Rồi tiếp theo mình qua G41 là những cây đây còn một cái kéo này, G41 một cây kéo của Shimatsu, cái này cũng còn khá là đẹp ha, vỏ cũng còn tươi nha anh em. Này anh em mình cắt tôn cắt rồi mình cắt ha, Shimatsu này dập hai bên đuôi kéo đâu còn nguyên vin, không có bị mẻ gì nha anh em. Cái này thì nó hơi bị ẩm tí anh em, cái này thì cắt giá không được anh em hả, trong lưỡi đồng ok này, cái này là chỉ cắt tôn nhưng phải cắt giá, mà cắt giá thì nó mềm quá không được nha.
Đó, ngoại hình cũng đẹp rồi. Má Thắng sẽ đo chiều dài cái này khi cắt tôn nha anh em. Tổng chiều dài của mình là đo được là 22 cm này. Rồi anh em là thích cây kéo này của Suma Trừ, mọi người mình chốt giúp em con này G41. Rồi con này giá 120 nha. Đó, cát thì giá không được nha anh em. À, nhưng mà đầu mũi đồ còn đẹp hết nha. Con này giá 120 G41. Tiếp theo mã số G42. À, mình qua những cây mẫu led đầu tiên của mình là một cây cây mẫu led nhôm này của thằng MCC này, 250 nha anh em, MCC 250 ngầm thép ha, thép alloy, ngoại hình cũng còn đẹp nha anh em. Đây MCC Japan. Rồi chúng ta sẽ quay và mở cái đồ mở ngầm nó được bao nhiêu ha. Rồi tới đây thôi nha anh em, tới đây thôi. Thì cái độ mở ngầm của cây mẫu led răng này á, nó được là 45 ly nha. Đó, 45 ly. Rồi, anh em nào thích cái cây mỏ lít nhôm này của MCC, size của mình là 250 nha anh em. Hoạt động luôn ngon lành. Ren ngầm lên nha anh em. Đó, ren ngầm lên ha. Cũng rất là mới nha. Ren ngầm cũng mới, anh em có thể mình sưu tầm mình chơi cũng được những cái dòng mỏ lít của Nhật. Rồi, anh em nào thích cái cây mỏ lít răng size 250 này của MCC, mọi người mình chốt giúp em con này. Mã số của mình là G42 nha. G42, con này giá của mình là 220.000 ha, của MCC Japan. Đây, dài hơn găng tay của mình nha anh em, dài 25 cm. G42 220. Tiếp theo G43. Giống nhau anh em, con này của Rigid, con này của Mỹ giá nó cao hơn. Đây Rigid 810 này, cũng dòng màu đất nhôm. Nhôm nhưng mà của Mỹ nha, 250. Rồi, con của Mỹ này thì nó có quay ra và nó mở được 47, nó cũng tương đương với nhau nha anh em, tương đương với nhau là con 45, con 47 thôi. Con này thì của Mỹ, đây ren ngầm cũng còn đẹp nha, cao ráo không có bị mẻ, không có bị dập vậy nha anh em, hàng của Mỹ, của Rikit ha, của Rikit size 250 luôn. Rồi anh em nào mình thích cái con của Rikit, hàng của Mỹ này thì mọi người mình chốt giúp em. Mã số của mình là G43. G43 thì con này giá 270 nha anh em. Đó, 270.000 của Mỹ. Tiếp theo G44. Cây mỏ lết cho anh em sưu tầm này, mới chưa xài luôn. Đó, của SK11. Con này size 450 nha anh em. Đó anh em mình xin thêm chi tiết này, đó nước xi đồ này nọ này, đó mình để bãi này nọ thì nó có nó lên đen đen thôi. Chứ anh em về vệ sinh nó mới căng à. Đó nó còn luôn cái tem giấy này nhưng mà em vệ sinh nước nên là cái tem nó bay rồi nha anh em, cái tem nó bị bay rồi nên anh em thấy còn cái lớp giấy này đó của Nhật nha, Japan thép đúc khuôn mới can luôn, anh em thấy nước sơn, nước sơn đỏ không có bị trài tróc luôn nha anh em. Đó, nước sơn đỏ rất là đẹp nha. Đó, này anh em mình sưu tầm mà đúng bài size 450 Japan ha. Đó anh em xem tổng quan này mới can nha anh em, đây mũi ngàm này, đây tráng non luôn ha, nước xi tráng này, không có bị tóc trầy gì nhiều đâu nha anh em. Đó môi ngầm nó còn đẹp. Đó. Hàng chưa xài mà. Của SK11. Lò xo nó ngon lành. Chung hàng đẹp anh em mình sưu tầm nha. Cái này anh em mình sưu tầm này. Hàng bãi thì nó tróc sơn nhiều lắm. Còn lâu lâu mới có được một con như đẹp như thế này. Để anh em sưu tầm. Rồi. Đây. Đó, mới nha anh em. Đó, mới càng luôn. Rồi. Con này thì độ mở ngầm của mình á, nó mở được là 75 ly. Đó, 75 ly nha. 75-80 luôn á. 75-80 á. Size bự, size 450. Đó. Con này thì nó nặng tới 2,2 kg luôn anh em, 2,2 kg á. Rồi anh em nào thích sưu tầm cái con mỏ lết size 450 này của thương hiệu SK11 nha. Hàng giao dịch nội địa Nhật này, Japan nha anh em. Đó. Mọi người mình chốt giúp em mã số của con này. Rồi con này giá 500.000 nha anh em. Đó, con này giá 500.000 cho anh em mình sưu tầm nha. Còn những cái con cũ thì anh em mình xài nó ngon, còn này còn cũng còn khá là đẹp cho anh em mình sưu tầm. G44, con này 500.000. Tiếp theo G45, qua những cây mỏ led. Đầu tiên của mình là một cây mỏ led của thằng Top này. Dòng này là dòng mỏ led tinh giảm mỏng, cầm nhẹ nha. Con này là HI30 của Top. Japan này, nước xi rồi còn mới nha anh em. Nước xi đường mới can nha. Con này nó mở được ốc từ 8 ly cho tới 30 ly. Cái ngàm của mình không khít nha. Đó, nó thiết kế là cái ngàm như thế này nha. Nó mở được từ 8 ly cho tới 30 ly này.
đã có xài nước rồi, anh em thấy bên trong cũng còn rất đẹp ha. Rồi anh em nào thích cái dòng mẫu đất nhỏ này, mẫu đất mỏng này của Top ha, HE30, mọi người mình chốt giúp em mã số là G45. G45 nha, con này giá của mình là 180.000. Tiếp theo mã số G46, cái mẫu lít loại thông thường của Lotter cho anh em sưu tầm luôn. Cái này còn khá là mới ha, nước xi được mới can luôn. Xa 200mm Lotter hiệu tôm hùm Japan này. Japan ha, nước xi được mới can nha anh em. Anh em sưu tầm. Hoạt động nó trơn tru, nó con lét rồi, con len rồi, nó trắng phao nha anh em, không có bị cắn dập gì đâu nha. Đó, rất là mới. Rồi anh em nào thích cái con mẫu lít này của thương hiệu Lotter hiệu tôm hùm thì mọi người mình chốt giúp em mã số là G46 nha. Con này giá 170.000. G46 170. Theo G47. Một con mẫu đất Lotter nữa, con này cũng còn khá là mới ha. Đó, anh em thấy không? Nước xi đường khá là sáng bóng nha anh em. Nó còn dính sơn hay là dính gì nè. À, dính sơn hay dính gì thôi nha anh em. Nước xi đường còn khá là mới. Đó, môi ngầm thì cũng còn rất là khít ha, rất là khít, rất là đẹp. Xa 250 nha. 250 Lotter. Con này con lát rồi trắng non, hoạt động một trơn tru nha anh em, không có bị cắn khượng hết. Đây, mới càng ha, sơn trưng. Rồi anh em nào thích cái con mỏ lít Lotter này, con này thì size 250, thì size 50 thì cái độ mới ngầm của mình á là nó được 3 mm nha, 3 mm. Con này giá 200.000 nha, G47 200.000. Tiếp theo G48, một cây mỏ lít cho anh em mình dân xài nè. Ồ, cái này thì rất là chắc chắn luôn nha anh em, của Lotter mà con này là thép alloy steel nha. Đó, Lotter thép alloy steel thì ngoại hình thì nó bên ngoài nó có đôi chỗ tróc sơn như thế này. Đôi chỗ nó tróc xi thôi. Chứ còn rang cỏ đồ còn rất là đẹp. Đó, môi ngầm anh em thông kích rịch, không có bị loe lét gì nhiều. Đó. Đó, con len đồ sân trưng này không có bị cắn khặt nha, nên là anh em thấy thao tác một tay rất là nhẹ nhàng luôn. Ngầm đồ cứng cáp nha. Đó, môi ngầm còn rất là đẹp anh em ha. Đó. Môi ngầm nó còn rất đẹp, không có bị dập gì như này. Tóc xi sơ sơ thôi. Này cho nên mình thử mình xài rất là ngon luôn. Đó, độ mới ngầm của mình là 45 ly của thương hiệu Lotter thép alloy steel. Đó, con này cho anh em mình thử mình dùng rất là ngon nha anh em. Đó. Lotter. Rồi, anh em nào thích cái cây mỏ lít 375 này của Lotter thép alloy này, này là cho anh em mình dân thử mình dùng nha. Rất là ngon luôn, ngoại hình cũng còn ok. Đó, thì mọi người mình check giúp em mã số của con mỏ lít Lotter này là G48. Rồi G48 con này giá 370.000. Đó, G48 nha, 370. Rồi G49 một cây mẫu lết cho anh em mình sưu tầm, 375. Con này thì nó gần như là nó chưa có xài vô để bãi đâu thôi. Đấy, 375 của Strong Hit. Đó, anh em ha. Rất là đẹp nha. Anh em mình đang sưu tầm cái dòng Strong Hit này thì mình tham khảo giúp em. Japan này. Rồi mình sẽ đi qua một vòng về nước xi của mình, thì nước xi mình còn nguyên vẹn. Để bãi này nọ thì nó có những vết vàng vàng này, anh em mình sưu tầm thì về mình vệ sinh thêm giúp em. Đó. Nước xi được còn rất là đẹp nha. Đó, còn len lét rồi không có bị cắn khử cửa, ngàm chưa xài nè, anh em không? Không có vết loe vết lít gì nha anh em. Đó là mặt bên này, rồi bên này cũng vậy tương tự nha. Đó, ngàm rất đẹp nha anh em, cái ngàm rất là đẹp luôn. Đó, rồi con len này. À, trơn tru này không có bị cắn dập nha. Đó, nó dính những cái vết đất ở bên trong thôi. Anh em mình sưu tầm thì về có thời gian mình vệ sinh thêm giúp em. Đó, hoạt động một trơn tru. À, nó không có cắn, không có khựng nên là hoạt động anh ha, rất là nhẹ nhàng, thao tác một tay rất là nhẹ nhàng nha anh em. Đó, bên trong mới càng luôn. Đó, cái này thì giá trị sưu tầm rất là cao. Đó. Rồi mạc bên này đó, 375 của hãng Strong Hit. Đó, giao dịch nội địa Nhật ha. Đó, bên này thì nó sẽ có chữ Japan, đầy đủ những cái thông số để anh em mình sưu tầm ha. Đó, mình tham khảo. Rồi con này thì cái độ mới ngầm của mình cũng tương đương nha, tầm khoảng 44-45 ly. Đó, con này thì nó chưa có xài, còn mới đẹp nha. Đó, anh em là mình thích sưu tầm cái con 375 này thì mọi người mình chốt giúp em mã số con này của mình là G49. Rồi con này giá của mình là 480.000 nha anh em. 480.000 mã số G49, một con 375 còn rất là đẹp nha. Gần như là chưa có xài. À, anh em mình sưu tầm. G49 ha. À, con này giá 480. Rồi tiếp theo, G50 mình qua một cây clay đưa chuột.
Kali đối chủ của thằng Proas nha. Proas con này thì nó làm bằng hợp kim nhôm, thằng hợp kim nhôm nên là cầm khá là nhẹ, bên trong thì cái ngàm của mình xi tráng rất là đẹp ha. Con này cũng còn đẹp nha anh em, ngoại hình nước xi được còn nguyên vàng. Thằng nhôm 17-19 anh em, 17-19. Đây thương hiệu Proas BPAB810. Ngon lành không có rơ lét nha anh em. Đó chị. Bàn nhôm nên cầm rất là nhẹ ha. Tóc xì thôi chứ không có bị cắn cọc gì nhiều đâu ha. Đẹp trong ngoại hình còn đẹp. Rồi anh em nào thích cái cây Cali đuôi chuột 17-19 mà cái loại bàn cán nhôm này là người mình chốt giúp em. Mã số là G50. Rồi con này giá 200.000 anh em, G50 con này giá 200. Tiếp theo mã số G51, một cây cần tự động của thằng Lotter 3/8. Đây cây cần tự động Lotter 3/8 nha. Đây hoạt động một trơn tru, đảo chiều thì mình gạt rất quen qua ha. 3/8 của Lotter chịu tôm hùm ấy nha anh em. Xì là còn khá là mới ha. Rồi con này thì nó có tổng chiều dài là 20 cm. Rồi anh em là thích cây cần Lotter này thì mọi người chốt giúp em mã số là G51. Rồi cây cần Lotter này giá 150.000 nha anh em. Đó, G51 ha. Cây cần 3/8 nha, đường kính 9.5. Đường kính 9.5 ha. Rồi con này G51 nha anh em, giá 150. Tiếp theo G52. Cái này của thằng Mitoloy, nước xi còn mới nha. Nước xi đầu ngầm nó còn mới nè. Đó, gạt qua gạt lại. Đây chỗ này nó có dập dập vài chỗ thôi, không sao nha anh em, nó hoạt động là bình thường. Ngon lành ha, đỏ chiều. Đó, xi đường sáng bóng hết ha, của thương hiệu nhà Mitoloy. 3/8 luôn. Đó, tương tự con này chiều dài của mình nó dài được là 17 cm luôn. Rồi anh em là thích cây cần của Mitoloy này. Mọi người chốt giúp em G52. Rồi G52 con này giá của mình có 150.000 nha anh em. Tiếp theo mã số G53. Một cây clay mở ốc nhanh của top xa 200. Đây đang cỏ đây nha anh em, còn khá là sáng bóng nha. Thì con này cái độ mở ngầm của mình á, nó bự nhất của mình là tầm khoảng là 20 ly 20 ha, và độ nhỏ nhất của mình là tầm khoảng là 6 ly 6-7 ly gì đó, dài 20 cm. Rồi anh em nào thích cây clay mở ốc nhanh này, mọi người chốt giúp em mã số là G53. Rồi G53 con này giá của mình là 130.000 nha. G53 130.000. Tiếp theo mã số G54. Một cây cây khóa của KTC, cây khóa số 17. Thép alloy steel luôn, một đầu miệng một đầu vòng còn đẹp nha. Cây khóa số 17 của KTC này. Một đầu miệng một đầu vòng. KTC thép alloy Japan. Ngoại hình còn đẹp nha anh em. Rồi cây chìa khóa KTC này thì nó có tổng chiều dài là 21 cm. Anh em nào thích cây khóa của KTC số 17 này, mọi người mình chốt giúp em mã số là G54. Rồi con này giá của mình là 130.000 nha. G54 130.000. Tiếp theo mã số G55. Cây này là cây khóa của KTC, con này bự hơn. Con này là chìa khóa số 22. Còn mới đẹp hết nha anh em. KTC thì nó làm bằng thép alloy. Hồi này thì nó có bị dính đen đen tí nè, nên mình vệ sinh thêm giúp em. KTC thép alloy nha. Đầu miệng đầu vòng số 22. Anh em xem còn khá là mới. KTC. Rồi con này thì nó có tổng chiều dài là 29 cm. Anh em nào thích cái con khóa số 22 này của KTC, mọi người cho giúp em G55. Rồi con này giá 140.000 ha, G55 140.000. Theo G56. Một cây khóa 17-19 của thương hiệu nhà Grab. 17-19 ha. Của thương hiệu nhà Grab. Japan nha anh em, hàng nội địa nhà Japan nha. Con này nó còn khá là đẹp. Nó còn lớp keo bên trong đó anh em, dính keo rồi đó ha. Rồi cây 17-19 này thì nó dài tổng thể là được 28 cm, nó đến từ hãng Grab ha. Rồi con khóa 17-19 này khóa trồng ha, mọi người mình chốt giúp em G56.
Rồi con này giá của mình là 120.000. Tiếp theo mã số G57. Mình qua những cây kìm mỏ quả nha anh em. Đầu tiên của mình là một cây kìm mỏ quả của Lotter này, hiệu tôm hùm nè. Size 250 ha. À, con này thì còn mới nha anh em, lúc xi đường trắng non nè. Đây, độ mới cái ngàm của mình là nó còn trắng phếu hết ha. Đang cỏ nó còn đẹp nha anh em, của Lotter hiệu tôm hùm. Thì con này cái độ mới ngàm của mình này, nó kẹp tròn tròn này nó tầm khoảng là 50. 50 55 thì đúng không anh em? Đó. Ngàm kẹp tròn là kẹp ống rồi ha. Rồi anh em nào thích cây kìm mỏ quả của thương hiệu Lotter hiệu tôm hùm này, mọi người mình chốt giúp em G56. Rồi con này giá 160.000, G57 chứ. G57 160. Tiếp theo G58. Cũng vậy nha anh em. Con này thì nó có cái chui này. Nó có cái chui ha. Cái phần dẹp đây. Ha. Nước xi trắng. Con này thì nó đường cái nó có cái chui để nên mình cạy nắp sơn rồi nào nữa ha. Rang cỏ đều như nhau nha, còn khá là sáng bóng nha anh em. Người ta sợ lướt quá ha. Rồi, độ mới ngầm của mình cũng tầm khoảng 50 nha. Đó. Rồi, con này thì mã số của mình là G58. Con này thì hoàng sao nó có cái chui vậy ha, giá của mình 170. Đó, hơn 10.000, G58 170.000. Và con này thì hoàng sao nó dập chữ mấy trên da ben nha anh em. Còn sao nó có chữ Made in Japan này. G58 170. Rồi tiếp theo mã số G59. G59 của mình là một cái kìm mỏ quả. Cái này nó thiết kế chuyên kịp ống này nè. Nó cong cong như thế này ha. IBS ha. BB230 ha. Đây đó. Đây cái này thì không em biết nó đo được cứ bao nhiêu, nhiều thấy nó ngầm rộng đó nha anh em. Đây tầm khoảng 70 rồi đó. Tầm khoảng 70 ha, của IPS trên này BB230 nha. BB230 thì mình đo chiều dài tổng thể là được 23 cm này. Rồi, anh em nào mà thích cái kìm mỏ quả kiểu dáng như thế này nha. Mọi người mình chốt giúp em mã số là G59. Rồi, mã số G59 con này giá 200 nha. G59 con này giá 200.000. G60, một cái kìm mỏ quả của Đức nha. Của Heco gạch Bunny, và con này là cái size lớn nha anh em. Cái dòng này là dòng 300 nhìn nè. Thì cái dòng 300 này thì mình đo được tổng chiều dài của mình nó được là 25 cm. Đó, tổng chiều dài được 25 cm này ha. Heco của Đức. Về cái độ mở ngàm của mình á, nó mở được tầm khoảng là 45. Đó, 45 ha. Đây, ràng cỏ rồi cũng còn ok nha anh em. Của Đức, hàng của Đức rất là chất lượng của Heiko nha. Một cái kìm mỏ quả của Đức Heiko gạch Money ha. Rồi anh em nào thích cái kìm mỏ quả của Heiko gạch Money này có thể mình sưu tầm, thì mọi người mình chốt giúp em mã số là G20 G60 nha. G60 cây kìm mỏ quả của Đức này giá 280 ha. Rồi tiếp theo mình qua G61, mình qua những cây búa ha. Đây hôm nay về một đống búa luôn anh em, rất là nhiều búa. Đây từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới lớn rất nhiều ha. Đầu tiên mình tới đi từ những cái nhỏ đấy ha. Một cái búa bi của hát cũng bi ít đây, cái này nó còn đẹp nha anh em. Đó, còn mới ha. Đó anh em thấy đầu chưa có sử dụng này, đầu chưa có sử dụng của bi ít nha. Bi ít con này 1/2 đầu, dòng búa nhỏ, búa chưa có sử dụng nha. Nên mình xem cái đầu này, đầu đóng nó còn tròn tỉa chưa có sử dụng. Đó. Cái này thì nó có tổng trọng lượng á là 350 g nha. Tổng trọng lượng là 350 g, chiều dài của mình là được 29.5 gần 30 cm. Đường kính đầu đóng búa này của mình là tầm khoảng là 2/2, dòng búa bi nhỏ. Đó, cho nên mình sưu tầm được ha. Rồi anh em nào thích cái búa bi nhỏ này, mọi người mình chốt giúp em mã số là G61. Cái này thì nó chưa có xài nha anh em, đầu búa chưa có xài, giá của mình là 140 nha. G61 140. Tiếp theo G62, một cái búa đầu nhựa của thương hiệu Vercel. Cái này còn khá là mới ha, cán nó còn đẹp nha anh em. Đó, cán nó còn đẹp luôn. Đầu búa thì người ta cũng đã xả lướt rồi một hai lần ha, nên anh em thấy có vết đóng thôi chứ còn tròn trịa này. Đó, có sử dụng rồi.
thì cái búa đầu hai đầu nhựa này nó nặng là được là 410 g. Tổng chiều dài mình đo được là 29 cm nha. Đường kính đầu đóng búa này của mình đo được là 3/2. Rồi anh em nào thích cái búa hai đầu nhựa này mọi người chỉ giúp em gửi 62. Rồi cái búa hai đầu nhựa này giá 170 ha, 170.000. Tiếp theo gửi 63. Một cây búa bi bự nha, của Maruki này. Cái búa này là bự nha anh em, cái búa này là than 1/2 này. Thì tổng trọng lượng của cái búa này nó nặng tới là 850 g nha anh em, nó nặng tới 850 g. Tổng chiều dài của mình là 36 cm này. Và cái đường kính đầu đóng búa này của mình là 3/2 nha. Đó, dòng búa bi tầm bự của Maruki. Cán gỗ. Anh em chốt rồi ha, khá là chắc chắn. Rồi anh em thích cái búa bi của Maruki 1/2 ha, nó nặng 850 g. Mọi người chốt giúp em G63. Rồi G63 nha, G63 con này giá của mình là 180. Tiếp theo G64. Một cây búa bi. Cái này thì cũng tương tự, dòng 1/2 nhưng mà dòng này là cán sợi thủy tinh. Cái này thì nó có vài cái vết trài cắn đồ này nọ. Cái này cho anh em mình xài rất là ngon luôn, rất là chắc chắn nha. Cán của mình là cán sợi thủy tinh. Đó, 1/2 ha. Đã có xài. Thì cán sợi thủy tinh nên là con này nó cũng nặng là 800 g anh em. 800 g luôn. À, cái dòng búa này thì của OH. Dòng búa này là của OH ha. Rồi tổng chiều dài nó dài được là 31 cm. Đường kính đầu đóng búa này của mình là 3/2. 3/2 ha. Rồi anh em là thích cây búa của OH này mọi người cho giúp em G64. G64 con này giá của mình là 180.000 luôn. Tiếp theo G65, mình qua một cái cây búa rất là dài anh em, của OH luôn. Cắn sợi từ nhiều thứ tinh và cái đầu này là bằng sắt này. Bằng sắt. À, bên trong nó làm là kiểu bên trong nó làm rỗng anh em. Nên anh em mình gõ thì nó sẽ nghe cái tiếng cát. À, gõ nghe tiếng cát ha. Đây đầu búa của mình là bằng thép. Bên trong thì nó sẽ có cái phần như cát đó. Rỗng thì cái búa này không biết là để nó làm gì đó thì nó, anh em mình xem giúp em. Cắn sợi nhiều thứ tinh và rất là dài nha, của thương hiệu OH hàng nội địa nha. Con này thì cái cắn nó dài lên đến là từ đầu tới đuôi của mình này mình đo tính đến là 43 cm, 44 cm luôn nha anh em, rất là dài hai gân tay của mình đó ha. Đó, nó dài hai gân tay. Đó. Thì cái búa này nó nặng tới là một ký mốt nha anh em, nó nặng tới 1 ký mốt lận, rất là bự. Đây cái đầu đấm của mình này nó thủng thủng như thế này nè ha. Đó, và bên trong nó có cát. Anh em mình phù hợp với nghề của mình thì mình chốt ha. Phần này mình đo được 10 cm này, cái đường kính đầu đóng của mình tới là 5 cm nha, bự nha anh em, 5 cm á. Rồi nặng 1 ký 1 ký 2 đó. Anh em là thích cây búa này mọi người mình chốt giúp em G65. Rồi G65 cái búa này 280 nha, nặng tới 1 ký 1 ký 2 lần anh em. G65 280. Tiếp theo G66, một cây búa tạ. Búa tạ đầu búa 0.9 kg này, đây mã gạch 49 đó, chữ nhật đó ha. Cái này thì nó chưa có xài, còn mới nha anh em. Đó để bãi này nọ thì nó có những cái vết dính rồi này thôi, chứ đầu búa anh em thấy không có vết đóng nha, tròn trịa. Đây đầu búa của mình thì nó nặng 0.9, đầu búa thì nặng 0.9, còn tính luôn phần cán thì nó nặng 1 ký nha anh em, tính luôn phần cán thì nặng 1 ký. Đây đường kính đầu đóng búa này của mình tầm khoảng là 3/2. Tổng chiều dài tính luôn phần cán nó dài được 30 cm. Rồi anh em là thích cái búa tạ này mọi người mình chơi giúp em mã số là G66. Rồi G66 ha. Đó, con này giá của mình là 250.000. Tiếp theo G67. G67 của mình là những cái búa đinh. Đầu tiên của mình là một cái búa đinh này, cái kiểu dáng của Mỹ, nó nên thấy không? Của búa ác, cái kiểu dáng của Mỹ, cái đầu búa rất là bự luôn. À anh em mình xem cái đầu búa thông thường của Nhật này, với cái đầu búa của kiểu Mỹ này anh ha. Đó. Nhỏ gắn gọn nhưng mà nó rất là bự nha anh em. Thì con này nó đến OH, đầu búa của mình thì nó cũng có những cái phần đen đen này do mình để bãi. Đây đầu bãi đinh, nói chung có xài rồi nha anh em. Búa thương hiệu OH, hàng nội địa. Đầu búa nó cũng còn đẹp. Cán sợi thủy tinh nha, rất là chắc chắn luôn. Phần cán thì anh em ha, dùng lâu ngày này, nó có những cái vết nứt trên cán thôi chứ mà còn rất là chắc chắn, không có bị chạy, không bị tuột ra nha anh em. Này anh em mình xài gia đình rất là lâu luôn á. Rất là bền ha. Đó, cán, vỏ. Đó. Dòng này thì cái kiểu của Mỹ, dùng rất là chắc ha. Nó dài thôi chứ nó nặng tới là 800 g nha anh em.
Nó con này nó nặng tới 800 gram đó anh em. Rất là nặng nha. Dòng bự của UH Hà Nội Địa. Thì con này nó có tổng chiều dài là 31 cm thôi. Đường kính đầu đóng búa của mình đo được là 3 phân, nhưng mà tổng trọng lượng của mình tới 800 gram á. Những cái dòng búa bự của những cái hãng khác nó tầm khoảng 700 gram thôi, còn con này 800 gram nha. À, ngoại hình thì nó hơi cũ cũ như thế này thôi chứ còn anh em mình xài rất là tốt nha. Rồi, anh em nào mà thích cây búa đinh này, mọi người mình chốt giúp em mã số là G67. Con này giá 220. Tiếp theo 68. À, một cây búa đinh nhỏ. À, dòng trung của đốt du qua cái này thì còn đẹp cho anh em đó. Còn tem luôn này. À, đốt du. À, trung vỏ thì nó lắm lắm hàng bãi thôi, nó lắm lắm thế thôi chứ còn đẹp. Đây made in Japan nha anh em. Hàng của đốt du này đó. À, những cái phần là tem chữ rồi còn nguyên vẹn ha. Đây. Đầu búa đâu còn đẹp cho anh em. Đó, đầu vải đinh này. À, đồ ra để bãi nó cắn quẹn xuống xí. À, tem nó còn nguyên vẹn. Đây, phần đóng búa nó còn tròn trịa đẹp anh em, nói chung là cái búa này còn khá là đẹp. Rồi tổng chiều dài của cái búa này anh em mình đo được là 25 cm, à 35 cm chứ. À, tổng trọng lượng mình cân được là 550 g. Đó, 550 g ha. Đó. Rồi anh em là mình thích cây búa đinh này, mọi người mình chốt giúp em G68, con này giá 220. Tiếp theo G69, cây búa đinh dài. Đó, dài thòng lòn luôn. Loại này là loại cắn dài này. Phần đây thì nó bị tróc xi nha anh em, nó bị tróc xi nên anh em thấy đen đen. Nè anh em mình xài ngon này, nó dài thằng lòng nha anh em. Đó, nó dài tới là 45 cm luôn. Đó, nên không, nó dài tới 45 cm, hai gân tay của mình đó. Đó. Cái loại này nó dài rồi nè, nhưng mà cái loại này nó dài hơn nữa anh em ha. Đó. Đây nó bị tróc xi thôi, điểm trừ thì nó bị tróc xi thôi chứ còn khá là độc lạ ha. Đốt vô made in Japan này, phần này để anh em mình treo lên luôn, nó dài tới 45 cm. Đó, cho anh em mình thích cái hàng nó và những cái dòng này thì anh em mình kiếm nhiều, còn cái dòng này nó lâu mới có đựng cây, hơi cũ thế thôi. Nhưng mà nó dài nha, dài thì mình đóng nó có lực của đốt du nha anh em. Rồi con này thì tổng trọng lượng của mình á, mình cân được là 700 g nha, 700 g. À, anh em nào mình thích con này thì mọi người mình chốt giúp em. Mã số của mình là G69 nha. G69 con này 240. Tiếp theo G70. Cái này thì cắn sự thủy tinh, đó. Cán sợi thủy tinh cũng còn đẹp ha, form cũng còn đẹp anh em đó, cán đồ này nó ok. Đó. Đây là đầu búa của đốt du, cán sợi thủy tinh này là nó trích sợi thủy tinh nha anh em, văng trơn tròn trịa nha. Đó, vỏ đồ đẹp này, nó có dập chữ made in Japan này, made in Japan ha, của đốt du luôn nha anh em, của đốt du luôn á. À, mấy chị nhà bên này, này ha, hai bên. Con này thì tổng trọng lượng của mình á, mình cân được là 650 g. Tính luôn phần cắn này nó dài 39 cm. Rồi anh em nào thích con này thì mọi người mình chốt giúp em mã số là G70. Rồi con này giá 230 nha, à, còn cũng còn đẹp nha anh em, 230.000 mã số là G70. Tiếp theo G71. À, mình coi một cây búa của Bakuma, cây này thì nó còn mới đẹp nha. Đây nó còn luôn những cái phần sơn trắng trắng này, Bakuma đó, cán đẹp nha anh em, made in Japan ha. Đây còn tem luôn nè, nhưng mà này vệ sinh nước đồ này nọ thì nó cái tem giấy nó bị rã ra nha anh em. Đây đầu của mình là đầu trơn tròn ha. Bakuma đó, cho đây nó có vệt cắn nha anh em, vô mình để bãi, đầu cũng đẹp ha. Rồi con này thì búa bự, tổng trọng lượng của mình là 650 g. Nó nặng 650 g ha. Còn cái chiều dài tính luôn phần cán thì nó dài được là 36 cm. Rồi anh em nào thích cây búa đinh Bakuma này, mọi người cho giúp em G71. Con này thì cán sắt nha, cán bằng sắt. G71 con này giá 230. Tiếp theo G72. Đó, thì đây em có ba loại búa hồng của thằng Đốt Du luôn, ba con giống nhau. Con này thì nó bị cắn cắn này, nhưng mà không sao ha, mình xài còn ngon. Đầu búa đây đó, đốt du này, vàng đóng còn tròn trịa nha, cắn bằng sợi thủy tinh rất là chắc chắn luôn đó, made in Japan nha. Những cái dòng này thì nó dài được là 39 cm nha anh em, nó dài được là 39 cm, loại búa bự nha, và nó nặng tổng thể là được 600 g đó. Rồi con này thì mã số của mình. Rồi con này giá của mình 200.000 nha anh em, G72 200.
Rồi G73. Con này thì đây đầu búa nó đẹp hơn. Đó, thấy không? Đầu búa nó đẹp hơn ha. Không có bị cắn, không bị dập hết. Đây, sự thiên tinh luôn, cắn còn đẹp nha. Cắn sự thiên tinh luôn. Đó. Giống nhau hết nha anh em. Nó nặng 600 g. Dài 39 cm. Rồi, con này đẹp hơn, giá của mình là 220. Mã số là G73 nha. G73 220. Rồi, cây cuối cùng. Đó, cây này thì cũng còn tươi nha, đó, thấy không? Cây này cũng còn đẹp. Đây, còn đẹp nha anh em. Đây, nó nặng cũng là 600 g. Dài 39 cm ha, Made in Japan Dog Zoo. Rồi con này cũng còn đẹp, giá của mình là 220 luôn nha. Mã số là G74. Đó. Rồi, thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo ha.